tôi cho em một cơ hội để giải thích. Chuyện này là sao? Tại sao lại im lặng? Anh đã không tin. Tôi có giải thích cũng bằng thừa. Nếu như em thích tiền như vậy thì cái gì đem bán được em cứ bán hết đi. Đồ trong nhà này cũng có giá lắm đó. Nếu như mà anh đã thích Bạch Kim như vậy thì tôi sẽ tán thành cho hai người. Đúng rồi, anh Hòa Phong cái gì cũng giỏi. Ông nội kêu làm cái gì thì làm cái đó, bắt cưới vợ là cưới liền. Cưới vợ một xong rồi, sắp tới á, cưới vợ hai không chừng đó.